Chào các bạn, chào bạn thi đua. Thì hôm nay tôi đã hoàn thiện xong hai dao bầu cho bạn về cái chất liệu con dao này và về cái thông số của hai dao này. Tôi sẽ giới thiệu với bạn sau ít phút và bây giờ ta sẽ chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của hai dao này. Các bạn mua dao thì hãy gọi Zalo tôi, Zalo tôi để như phần giới thiệu video. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Cơ sở tôi sản xuất rất chi là nhiều mẫu mã dao rất đẹp, từ dao thái cho đến dao chặt, từ dao phục vụ nhà bếp cho đến dao đi rừng, từ dao lọc thịt cho đến dao đánh lông. Các bạn nhớ chia sẻ video cho bạn bè biết những cái chất lượng cái sản phẩm của cơ sở chúng tôi. Và bây giờ ta sẽ chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của đôi dao này. Về cái mẫu dao rất chi tiết. Những gì tinh túy nhất của những người thợ của tôi đã làm cho ra những sản phẩm cực kỳ đẹp, tốt nhất trên thị trường hiện nay. Rất đẹp. Về cái mẫu mã thì không chê vào đâu được. Những gì tinh túy nhất của thợ chúng tôi cho ra những sản phẩm cực kỳ đẹp mắt trên thị trường hiện nay. Đây, bây giờ ta sẽ chiêm ngưỡng con dao thứ hai. Rất đẹp. Về mẫu mã thì không thể chê vào đâu được. Thank you.
Các bạn mua dao này hãy gọi Zalo tôi, Zalo tôi để như phần giới thiệu video. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Cơ sở tôi sản xuất rất chỉ là nhiều mẫu mã dao rất đẹp, từ dao thái cho đến dao chặt, từ dao phục vụ nhà bếp cho đến dao đi rừng, từ dao lọc thịt cho đến dao đánh lông. Các bạn nhớ chia sẻ video cho bạn bè biết đến cái chất lượng cái sản phẩm của cơ sở của tôi. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu cái thông số và cái chất liệu con dao này cho các bạn xem. Về cái cán này, cơ sở của tôi làm bằng gỗ hương, rất chỉ là chắc, không bao giờ vết mục mại. Còn về cái khâu này, cơ sở của tôi làm bằng khâu đồng, rất chỉ chắc. Đấy. Không bao giờ vết han gì. Cái chui cơ sở tôi đóng thấu sang bên này, đây rất chắc, đây tôi cận cảnh lại gần các bạn xem, đấy không bao giờ vết lông cá, đấy tôi cận cảnh cái cá lại gần các bạn xem, quá tuyệt vời, cán rất chỉ đẹp, rất chắc. Về cái khâu này cơ sở tôi làm một khâu đồng, rất chỉ là chắc, không bao giờ vết han gì. Còn về cái chất liệu của con dao này, cơ sở tôi làm bằng nhíp xe ô tô, nhíp của Nga ngày xưa. Đấy, tốt đến tận cùng con dao luôn. Về cái chất lượng thì là tốt đến tận cùng con dao, còn về cái mẫu má thì tuyệt đẹp, gọi là siêu mẫu dao rồi. Đấy, rất chỉ là đẹp. Đây tôi cận cảnh lại gần các bạn xem. Đấy, mẫu dao rất chỉ đẹp. Từ con dao này cơ sở tôi làm rất chi là tinh tế. Đấy, về cái sống dao rất nhẵn. Đấy. Và cái độ dày ở trong cái cán này thì nó dày, rất chắc chắn, còn ra ngoài cơ sở tôi đánh mỏng. Đấy. Cho nên cái cổ này rất chi là cứng. Đây tôi cận cảnh lại gần các bạn xem. Đấy. Về cái cổ dao rất chi là dày đậm, rất chắc. Ra ngoài đây thì hắn lại móng dần móng dần. Đấy, con dao rất chi là đẹp. Đấy. Đấy, tôi cận cảnh lại gần tí nữa các bạn xem. Các bạn mua dao thì hãy gọi Zalo tôi nha, Zalo tôi để như phần giới thiệu video. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Cơ sở tôi sản xuất rất chi là nhiều mẫu mã dao rất đẹp, từ dao thái cho đến dao chặt, từ dao phục vụ nhà bếp cho đến dao đi rừng, từ dao lọc thịt cho đến dao đánh lông. Các bạn nhớ chia sẻ video cho bạn bè biết cái chất lượng cái sản phẩm của cơ sở của tôi. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu về cái thông số của con dao thứ hai cho các bạn xem. Đây. Về con dao bầu này. Đấy. Mẫu mã rất chỉ đẹp. Về cái cán này cơ sở của tôi làm gỗ hương, rất chỉ chắc. Còn về cái khâu này cơ sở của tôi làm khâu đồng. Đấy, không bao giờ vết han gì. Cực kỳ luôn. Về cái chui này cơ sở của tôi làm thấu sang bên đây. Đấy. Không bao giờ vết long cán cả, rất chắc. Về cái sống này cơ sở tôi làm rất chi là nhẵn nhọn. Đấy, con dao mẫu mã cực kỳ đẹp. Còn về cái chất liệu con dao này cơ sở tôi làm là bằng nhíp xe ô tô, nhíp của Nga ngày xưa. Còn về cái sống này thì trong thì dày, đấy rất chi là cứng cáp con dao, còn ngoài thì nó sẽ mỏng. Đấy, tôi cận cảnh lại gần các bạn xem. Đấy, tôi rèn là trong tôi đế dày, ngoài sẽ móng dần móng dần. Đấy, con dao rất chỉ là cứng cáp, rất chắc chắn. Về cái chất liệu của cái cán này cơ sở tôi làm gỗ hương, rất chỉ chắc, không bao giờ vết mục. Tôi cận cảnh lại gần các bạn xem. Đấy, còn về cái khâu này cơ sở tôi làm khâu đồng, không bao giờ vết han gì. Về cái chất liệu con dao này cơ sở tôi làm bằng nhíp xe ô tô, nhíp của Nga ngày xưa. Đấy, tốt tinh tận cùng con dao luôn. Về cái trọng lượng con dao này cơ sở tôi làm là 3 lạng 2, dùng để chuyên đánh lông. Đấy, bây giờ tôi sẽ đo cụ thể cái chiều dài và cái bán to cho các bạn xem.
về cái chiều dài của con dao này là 22/6. Đấy. Đây, còn về cái bán to con dao này là 7/3. Đấy. Về con dao này thì rất chi tuyệt vời. Cán thì rất chi chắc, khâu khâu bằng đồng, không bao giờ biết han gì, cán không bao giờ biết mục. Chùi cơ sở tôi đóng thấu sang bên này, rất chắc chắn. Còn về cái chất liệu con dao này, cơ sở tôi làm bằng nhíp siêu tô, nhíp của Nga ngày xưa. Còn về cái trọng lượng con dao này, cơ sở tôi làm là 352. Dùng để chuyên đánh lông và thái. Đấy, rất tuyệt vời. Còn về con này thì là gọi cơ sở tôi gọi là con dao bầu lớ, dùng vừa đánh lông vừa lọc thịt. Đấy, rất chi là tuyệt. Bây giờ tôi sẽ đo cụ thể cái chiều dài và cái bán to cho các bạn xem. Đây, về chiều dài của em nó là 20 phân. Đấy. Đây, còn cái chia bán rộng của em nó là 6 phân. Đấy, tuyệt vời. Mẫu dao thì quá chi là đẹp rồi, gọi là siêu mẫu dao bầu rồi. Còn về cái chất liệu của con dao này thì cơ sở tôi làm bằng nhíp sơ tô, nhíp của Nga ngày xưa, tốt đến tận cùng con dao luôn. Để cái cán cơ sở tôi làm bằng gỗ hương rất là chắc, cái khâu cơ sở tôi làm bằng khâu đồng. Đấy, không bao giờ biết ham gì, cực kỳ sống. Cơ sở tôi ở trong cổ đây, cơ sở tôi đánh rất dày. Đấy, con dao rất cứng cáp. Đấy, các bạn dùng rất chi là ok. Các bạn mua dao thì hãy gọi Zalo tôi, Zalo tôi để như phần giới thiệu video, các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Cơ sở tôi sản xuất rất chi là nhiều mẫu mã dao rất đẹp. Đấy, nhưng các bạn hãy bấm vào cái chuông để nhận những thông báo khi cơ sở tôi ra video mới. Các bạn nhớ chia sẻ video cho bạn bè biết đến cái chất lượng cái sản phẩm của cơ sở tôi. Đấy, mẫu mã dao rất chi đẹp. Các bạn nhớ chia sẻ video cho bạn bè biết đến cái chất lượng cái sản phẩm cơ sở của tôi. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.